Chào mọi người đã trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay là một ngày của hai vợ chồng đi làm. Lúc đi làm mình không có mang cái đồ ăn từ nhà mà là mình mua ở chợ nhé. Đây là cá khô hay còn gọi là cá hớp. Cá hớp khi sau mình chiên đi xong rồi mình nấu với cà đắng. Đây là cà đắng, mướp đắng và hoa chuối nhé mọi người. Bên kia là đang rửa lá ế. Xào cá xong rồi rửa lá ế rồi các thứ xong rồi đổ vô. Làm thế nào để có lửa khi mình ở trong rừng nhé mọi người. Ở đây là đồ dùng nếu mà buổi tối ngủ lại này. Đây là đèn pin. Còn đây là chăn màn. Còn đây là bẫy. Đây là quần áo. Ngoài kia ở ngoài là cây mì nhá, mới trồng nha mọi người. Hơn 3-4 tháng rồi. Vô mùa khô, mùa này khô quá, nó không lên được. Đây là muối. Bột ngọt nè, asgon nè, dầu ăn. Đây là hộp quả dừa mình cắt ra để giả ớt. Đây là cái liềm để cắt cỏ. Đèn pin để bắt ếch buổi tối. Cái này là quẹt lửa, bật lửa nha mọi người. Đó. Còn cái này là tiêu. Đầy đủ luôn. Còn cái này là thuốc. Còn rất là nhiều đồ lắm. Đây, cái rựa này, dao này. Đây, dụng cụ đủ luôn mọi người. Đây, cái bẫy này. 3-4 con chuột này. Đó. Cái này là cái võng nha mọi người. Lúc mùa bị tối sướng lắm mọi người. Đấy. Đây, mình ra ngoài đây này. Đây là cây mì trắng. Và đây là cánh đồng nha mọi người. Cần cắt rồi. Chín rồi, cần chín rồi mọi người nha. Đấy. Rất là xanh tươi. Bây giờ video của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sinh tồn lần sau nhé. Bye bye, chào mọi người nha.